Đồ gỗ Thành Nhuận xin kính chào quý khách. Hôm nay là những ngày cuối tháng 3 năm 2021. Đồ gỗ Thành Nhuận xin trân trọng giới thiệu bộ nội thất phòng thờ. Nó gồm một bàn thờ, một sập thờ đục mẫu Mai Điểu nhị cấp, dài 2m17, sâu 1m27 và cao 1m27, và một bộ cuốn thư câu đối cũng đục tích Mai Điểu hóa rồng. Sản phẩm này được Thành Nhuận hoàn thiện 100% bằng sơn view bóng mờ theo yêu cầu khách hàng O7, và được làm bằng chất liệu gỗ vụ 100%, chất liệu gỗ vụ Lào theo đúng theo lối cổ truyền gỗ vụ Lào, và được hoàn thiện theo lối cổ truyền và sơn PU bóng mờ còn nguyên vân gỗ. Tất cả đường nét hoa văn đục chạm là hoàn toàn đục thủ công bằng tay, từ bộ cuốn thư cơ đối cho đến bàn thờ. Mẫu bàn thờ này là một trong những mẫu bàn thờ sập thờ Mai Điểu, là một trong những mẫu bán chạy nhất trong những năm 2019 cho đến bây giờ. Mẫu là chân vuông 24 và đục là chân chim, đục rất là cầu kỳ và rất là tinh xảo, rất là tinh xảo. Và ngoài cái bộ này ra còn một bàn cơm mà thì luôn đang hoàn thiện nữa cho khách hàng đang để kia đang phun bóng. Tất cả cái bàn thờ này cần toàn bộ là hàng VIP theo tiêu chuẩn hàng cao cấp nhất. Toàn bộ cái cổ này dày 5 phân, dạ tiền dày 8 phân, chân vuông 24, dạ tiền và dạ ngang đều dày như nhau. Cứ khách hết sức lưu ý nhé. Dạ tiền và dạ ngang đều dày như nhau, chứ không phải là dạ tiền dày mà dạ ngang mỏng đâu. Nếu như mà dạ tiền dày mà dạ ngang mỏng là hàng phổ thông, giá rất là rẻ. Đây là một trong những mẫu sập thờ đục tích Mai Điểu mà bán chạy nhất hiện giờ, rất là đỉnh cao. Bộ sản phẩm này Thành Nhuận bán cho một anh khách hàng ở Tiên Lãng, Hải Phòng, mà trước khi bàn giao cho khách hàng Thành Nhuận sẽ quay một cái video clip ngắn để giới thiệu với toàn thể của khách ở gần xa thấy được hoa văn đường nét đục chạm nó hết sức là đỉnh cao như thế nào. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu mà đặt hàng một trong những bộ đồ nội thất phòng thờ giống như thế này thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số điện thoại Zalo 0972770888 và 0967110389. Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Tại cơ sở 2, Thành Luân đang hoàn thiện rất nhiều những mặt hàng cho khách hàng trên toàn quốc, và ngày hôm nay cũng là ngày rất là đẹp, ngày vào ngày 16 tháng 2 năm Xuân Tân Sửu âm lịch. Thành Luân đang bàn giao rất nhiều hàng cho khách hàng ở Linh Bình, ở Chú Nhân ở Linh Bình. Và ở cơ sở 2 thì Thành Luân bàn giao bộ sập thờ này về Tiên Lãng cho khách ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Để toàn bộ dạ ngang và dạ tiền đục tay 100%. Tất cả những cái sản phẩm của Thành Luân đều đục tay. Đục tay thật 100%, chứ không phải như một số mẫu hàng phổ thông bằng chợ đục máy nhưng nói là đục tay. Tất cả từ chân đến dạ đến cổ là đều đục tay. Và mỗi cái phần cổ bên trên này của cấp này thôi là chúng tôi cho đục máy. Với Thành Luân thì có như thế nào nói vậy, mức giá như thế nào Thành Luân làm mức giá vậy, và hàng có thế nào nói thế, không bao giờ tâng bốc, không bao giờ nói sai sự thật. Nhưng cứ khách hàng đặt niềm tin vào đồ gỗ Thành Luân thì hoàn toàn là yên tâm. Tất cả những sản phẩm Thành Luân bán ra ngoài thị trường đều được bảo hành trọn đời, mãi mãi không bao giờ mối mọt. Trong quá trình sử dụng sẽ bị làm sao chúng tôi sẽ đến bảo hành miễn phí. Với một cái sản phẩm bàn thờ nhị cấp đục tích Mai Điểu đỉnh cao như thế này, đẹp như thế này, thì Thành Luân bán giá là 75 triệu, dài 2m17, rộng 1m27 và nhị cấp, và một chiếc ngai vách đục trúc long hóa trúc tượng trưng cho nhà có phúc rất là hay, là giá 9 triệu một chiếc ngai vách này, có chiều ngang là một chiều là 48, một chiều là sâu là 38. Ngai vách rất là đỉnh cao. Và các bác nào muốn xem chi tiết hình ảnh cái ngai này thì có thể comment vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn. Ngai trúc, trúc hoa rồng, long hóa trúc nhà có phúc. Và phía trong này là bộ cuốn thư câu đối Mai Điểu hóa rồng mà Thành Luân đã bán rất là nhiều, hàng ngàn bộ rồi, từ những năm 2005-2006 và những ngày xưa nữa, bán những bộ cuốn thư Mai Điểu rất là chạy. Và toàn bộ lèn gấm chữ vạn, tượng trưng là vạn sự như ý, vạn sự tốt lành. Đây, lèn gấm chữ vạn rất là đẹp, đục tay 100% và được dát vàng Đài Loan. Tất cả phần chữ này đều dát vàng Đài Loan rất là đẹp. Và ngoài cái chữ dát vàng Đài Loan ra, Thành Luân còn có cả dát vàng ta. Đây, câu đối cuốn thư rất là đẹp, toàn bộ là giấy 5 phân. Với bộ cuốn thư câu đối hàng VIP đẹp như thế này thì Thành Luân bán với giá là 25 triệu. Hoàn thiện miễn phí lắp đặt trong vòng bán kính 50 km, 25 triệu cho một sản phẩm rất là đỉnh cao. Mọi thông tin chi tiết của khách có nhu cầu đặt hàng liên hệ ngay với Thành Luân tại cơ sở 1 là Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và tại cơ sở 1 Thành Luân cũng chính là xưởng sản xuất, chúng tôi đang có hàng trăm sản phẩm đang trưng bày cũng như đang hoàn thiện cho khách hàng ở khắp mọi miền Tổ quốc. Quý khách có thể truy cập trực tiếp vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Thành Luân, hoặc là truy cập vào kênh YouTube cũng là Đồ Gỗ Thành Luân để xem và cập nhật những sản phẩm mới nhất mà Thành Luân up lên hàng ngày.
Ngoài gỗ gụ ra thì Luân còn làm bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi và gỗ hương đá Nam Phi. Đây là gỗ gụ và màu sắc này là màu sắc tự nhiên 100%, không hề can thiệp thêm một tí màu sắc nhân tạo nào cả. Riêng gỗ gụ đầu tiên là sẽ đánh màu, sẽ ra màu sáng như này. Và cũng rất nhiều khách hàng hỏi Thành Luân là tại sao gỗ gụ nó không màu đen. Vì bản thân gỗ gụ mới nó sẽ ra màu vàng nhạt như này. Và càng để theo thời gian, gỗ nó sẽ xuống màu theo thời gian. Mỗi năm xuống một ít, ở độ khoảng 5 đến 10 năm sau sẽ xuống màu hạt rẻ, rất là đẹp và rất là sang trọng. Thành Luân xin kết thúc đoạn video clip tại đây. Mọi thông tin chi tiết của khách có thể liên hệ với Thành Luân theo hai số Zalo. Các bác chỉ cần nhắn Zalo thôi, em sẽ gửi ảnh chi tiết rõ ràng và báo giá chính xác tại thời điểm các bác muốn mua. Và tại thời điểm bây giờ là giá nãy em đã báo rồi. Các bác vui lòng xem kỹ video cho em. Chân thành cảm ơn các bác.